Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vào hồi 21 giờ 28 phút ngày 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được tin báo xảy ra cháy tại công ty cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc, thuê lại toàn bộ nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Thủy Hiền tại địa chỉ số 153 đường Trần Phú, phường Trương Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực dệt, khu vực may và khu vực văn phòng tổng diện tích đám cháy khoảng hơn 1.000 m2. Chất cháy chủ yếu là nhựa, bao bì, vải. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Tại biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày 11 tháng 6 năm 2024, có thể hiện một số tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Cụ thể như không bố trí người có thẩm quyền trách nhiệm làm việc với người có thẩm quyền kiểm tra khi đã nhận được thông báo về việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa hạng mục công trình vào sử dụng hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mà không mua theo quy định của pháp luật, không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ, trang bị không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo quy định của pháp luật. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt hành chính số 868 QĐ XPHC ngày 21 tháng 6 năm 2024 cho năm hành vi trên với tổng số tiền là 180 triệu đồng. Đồng thời ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động với toàn bộ các hạng.